Alright, yeah, và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại channel của mình. Yeah. Và hôm nay nhân vật chính xuất hiện trong clip của mình đó chính là Hatake Kakashi. À mà quên, hôm nay mình thay đổi content của clip tí. Thay vì vẽ hướng dẫn hay là vẽ kiểu speed, tô màu các thứ thì hôm nay mình chuyển qua sketch, có nghĩa là phác thảo ấy. Mình muốn quá trình mình làm clip có thể hướng dẫn các bạn cách vẽ một nhân vật nào đấy từ nhiều tư thế khác nhau. Mình cũng muốn khả năng vẽ của mình nó đi lên hơn một chút sau mỗi clip, và các bạn cũng thế nha. Ok, giới thiệu cho những bạn chưa biết về Kakashi. À mà thôi, vào đây rồi thì ai mà chả biết Kakashi là ai. Thế nhá, không giới thiệu nữa. Đùa tí làm gì mà căng thế. Thì nói qua cho các bạn biết thì Kakashi chính là một nhẫn giả xuất hiện trong bộ truyện Naruto của tác giả Masashi Kishimoto. Yeah, may mà mình vẫn nhớ tên của tác giả nhá. Đọc bộ này lâu lắm rồi. Thì Kakashi xuất hiện ở ngay những chương đầu của truyện luôn, lúc mà dẫn dắt Naruto, Sasuke với lại Sakura này. Mới đầu xuất hiện thì mình bảo ô sao lại cho một cái thằng, một cái ông nào mà vừa bịt một mắt mà vừa bịt mồm như kiểu ăn trộm này dẫn dắt Naruto nhỉ, không ổn tí nào. Nhưng mà càng đọc truyện xong càng về sau thì mình có lúc mình còn yêu thích Kakashi hơn cả Naruto hay là Sasuke nữa. Bạn nào theo dõi kỹ bộ Naruto thì có thể thấy là cách tạo dựng nhân vật giữa Sasuke và Kakashi có nét gì giống nhau đúng không? Cũng kiểu là quá khứ đau buồn này, mất gia đình này, xong rồi là kiểu thiên tài học cái gì được này, bố mẹ học nhanh lắm, xong rồi kiểu có nhiều gái theo đuổi đấy, kiểu bad boy mà bad boy kiểu gì chả có gái theo đuổi, ngoài đời hay trong anime hay manga đều thế hết. Mình nhớ lần đầu mà được xem Kakashi đánh nhau là lúc dẫn đám học trò đi đánh nhau với kiểu Zabuza này. À đúng, Zabuza, đúng. Trận đánh mình cực kỳ là mình thấy hay luôn. Hồi đấy mình nghĩ Kakashi có thể copy chiêu thức kiểu thế bá minh chính của chuyện rồi, bá như này sao ai có thể cân nổi. Nhưng mà tiếc là chỉ thấy được ít những chiêu thức mà Kakashi copy được thôi. Theo thống kê thì Kakashi có thể copy hơn 1000 chiêu thức nhẫn thuật khác nhau. Nhưng mà sau này thể hiện Kakashi về những chiêu thức copy là khá là ít. Ngày xưa kiểu chỉ xem được một phần đầu của chuyện thôi, mình cứ nghĩ là sao Kakashi không phải tộc Uchiha mà lại sở hữu Sharingan nhỉ. Thế là sau này xem mới biết là mượn của bạn Obito dùng chơi. Được, bạn tốt đấy, Obito bạn tốt đấy. Mình chắc chắn với các bạn là ai xem Naruto thì cũng thắc mắc một điều về gương mặt của Kakashi đúng không? Đấy, ai mà chả thắc mắc. Mặt nhìn ông này kiểu bad boy ngầu gái theo này, chắc là mặt cũng đẹp lắm, mặt kiểu hot boy Hàn Quốc Lee Min Ho. Xong bí ẩn các thứ tìm xem mãi. Sau này thì Naruto gần kết thúc thì cuối cùng Kakashi cũng lộ mặt, nhưng mà mình thấy mặt không được đẹp trai lắm, cũng bình thường. Thôi không chấm gió nữa, để các bạn có thể xem video một cách tập trung hơn. Ok, nếu có dịp thì hôm sau mình là ngồi chấm gió lâu hơn về một nhân vật nào khác nhá. Chắc chắn đợt này mình sẽ ra clip đều hơn đấy, cố gắng. Và mong các bạn sẽ ủng hộ kênh mình gần đạt 1000 sub rồi đấy, nhớ đăng ký ủng hộ nhá. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Còn bây giờ thì theo dõi hết clip Kakashi của mình nhá, nhớ like đấy, không like là thì thôi. Bye bye.